Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình ăn chay ở chùa. Mình ngủ ở chùa luôn nha. Đi ăn cơm nước tương. Wow. Hippie đi ngủ ở chùa. Bây giờ chào Phật, chắp tay chào Phật. Ôi, Bi nó có bạn ở trong chùa nè. Bạn trai hay bạn gái vậy? Bi thấy đâu có chó chứ bạn gì ở đây? Con chó này gờ cái. Cây này rất là bự, 180 tuổi. Ở đây là Dương Hiền Bát Nhã. Trời ơi, đây rất là đẹp. Của chùa. Ở đây có nguyên giường hai hướng dương quá trời đẹp luôn nè Bi. Ủa sao Bi không thấy gì vậy? Trời ơi, tại Bi lùng quá, Bi không thấy á. Chứ Bi đứng là mình thấy quá trời luôn rồi. Ở đây gió mát quá Bi, nó ngồi nó không mát nè, nó đung đưa cái chân nó kìa. Cảnh ở trên đây đẹp nè Bi, nhìn không, nhìn đây nè, nhìn nè. Vô phòng nghỉ đi ba. Bi này nó làm biến nó ra đường xíu hả, xíu đòi vô phòng nằm. Nè. Đó, cho đứng đó đó rồi, tự về đi. Đó, về phòng đi, tự về đi, đi ra được khỏi cho nó về đi. À, chiếc Bi nó bị tôi chọc, Ủa? Wow, Bi giỏi quá, nãy Bi quét được bao nhiêu đống rồi? Mấy đống? Đâu? Để mì. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trời ơi, cái gì? Cái gì? Trời ơi, chưa biết đếm mà đã biết quét chùa rồi, hay thiệt. Mẹ ngồi ơi. Được không? Được, không sao đâu. Bi thấy cảnh đẹp quá, Bi cảm động khóc luôn rồi. Giỡn thôi chứ Bi bị té. Sao? Té khóc rồi. Chippy bị đau chân nên bây giờ mình sẽ cõng Chippy nha. Tung 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 tung. Vừa khóc vừa cười. Tung 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 tung. Ok. Ê con gì múa kia? Ở lạ ghê ha, đi theo coi thử coi. Rồi để ba chụp hình cho mẹ nha. Đứa nào hiếp đại ca? Nó đó. Đây là nghe em nói rồi nè. Ngầu không? Sao hiếp thì đại tôi? Ngầu lên ba. Quên. Sao hiếp chạy tôi? Em có làm gì đâu, bé bán trứng trộn mà. Ủa, nó làm gì đại ca? Bé bán trứng trộn, không bỏ trứng cút mà chấp huy. Bé 15 ngày một bịch. Trời, đã ca rảnh rồi. Có bà bên tráng trộn mà kéo đàn em tới đây nữa. Lần sau bán, nhớ đừng quên bỏ 2 cái trứng cút cho đại ca tôi nha cho. 4 cái trứng cút nữa. 4 cái trứng cút nha. Để ca ăn gì 4 cái như vậy? Tại thích ăn. Hiểu chưa? Về. Mới đi có mấy phút mà về rồi. Về ta. Bây giờ làm gì nữa đại ca? Chị đại. Phải về ca. Đúng rồi. Thì chị đại không phải đại ca. Chị đại ngầu gì được nè, chứ đừng nít quá nha chứ. Cho ăn miếng kẹo đi. Chị đại vừa ngầu được có mấy giây à, vừa ngồi ăn kẹo mới ghê. Ây da,
Con nằm mơ gì mà con cắn tay ba vậy? Ăn kẹo, giống như chai thôi ba ơi. Đây đây đây. Con nằm mơ thấy con là giang hồ á. Lại làm mơ giang hồ hả? Con ước mơ làm giang hồ hoài vậy? Tại hay cho con bị ăn hế hoài à. Chứ nữa mình đi đâu nữa à? Đi lụm dây chai nữa rồi. Chứ làm cái gì? Không lụm được sao à? Không lụm được hả? Đây, mình có dây chai sẵn đây nè. Bán hết cái đống giấy này rồi mình mua đồ ăn mình ăn. Được các bạn, được các bạn. Được, được cái con khỉ. Cái chỗ này mình ngủ. Bán rồi mình ngủ dưới đất hả bà nội? Con mắc tè quá bà ơi. Con mắc tè hả? Nhà vệ sinh đằng kia kìa. Thôi, con tè ra quần luôn đi. Ủa, kì vậy? Ok bà. Trời ơi, chị Đại. Ngủ cái gì mà đã dầm luôn, nằm mơ cái gì vậy? Thường mắc tè là xin ba đi toilet tè mà. Sao anh đây chị Đại, tè cái giường luôn vậy? À, nãy ba kêu, chị Đại luôn đi. Ê, ba kêu hồi nào? Chắc nằm mơ gì rồi. Ba kêu ở chỗ này mà. Cái đó là bi nằm mơ. Sao quýt chị Đại? Cho tụi em thấy nha, để lấy thẻ nè. Mấy em đã biết rồi thì đừng có tiết lộ danh tính của anh ra, chứ không để gặp nguy hiểm hết trơn. Dạ. Em sẽ không tiết lộ cho ai biết đâu. Ừ, tốt lắm. Ê, nãy giờ tao nói là xạo nha, không có siêu nhân thiệt đâu. Hả? Mày nói 10, cho 10 thằng khác biết rồi hả? Hả? 10 thằng đó nói cho 10 thằng khác nữa hả? Trời, điện thoại tắt gì? Mà em nói chuyện điện thoại được hay vậy? Em nói xạo anh, em chọc anh hối anh. Chứ nãy giờ đâu có nói cho ai đâu anh. Em có sức khỏe này, em cũng muốn làm siêu nhân giống anh. Nào nói vậy? Trời, cái tướng mày lớn vậy làm siêu nhân cứu ai ông nội? Trời, một mình em chắc không. Em như giống anh, cũng muốn làm siêu nhân giống anh á. Anh sẽ dạy em. Em nữa. Làm siêu nhân không phải sung sướng đâu. Giúp đỡ mọi người còn nguy hiểm lắm hết. Anh không có dạy tụi em được đâu. Anh mà không dạy tụi em á, em sẽ đi tiết lộ, nói cho mọi người biết anh là siêu nhân, để anh bị lộ danh tính luôn. What? Nani? Thôi, để anh dạy tụi em một khóa coi như là rèn luyện thân thể, rèn luyện sức mạnh, nhanh nhẹn tinh mắt đi. Mà các em phải hứa là không được tiết lộ danh tính của anh. Và một điều nữa là phải nghe lời ba mẹ, học hành cho giỏi. Ok không? Ok. Không phải thì nhảy luôn. Thì quậy luôn anh. Thì đẹp trai đúng không anh? What the hell? Thì quay clip phải không anh? Không phải thì quay clip. What? Không dục gác là đã làm gì tốt. Tiền tôi à, đây rồi, đây rồi. Match. Chết rồi anh ơi, tụi mình phải tìm cách tiêu diệt cái thằng quái vật. Khỏi tìm cách, ta đây nè. Ta có mặt ở mọi nơi. Tụi mới đây đâu rồi? What? Hello cutie pie. Nó mới này mà ta. Ủa sao mày nhìn tôi? Đang xem anh rộm bên kia mà.
Nghĩ sao hắn đòi thi với Hero sức mạnh? Hero sức mạnh là mạnh nhất rồi, nên vòng này tụi mình chắc chắn thắng. Mày mạnh thiệt đó, nhưng mà thằng này nó thông minh quá, nó dùng sức mạnh của Hero sức mạnh để tự hại mình luôn. Cho dù nó không mạnh bằng, lần này tụi mình thua rồi. Còn ba cái chậm lại, nó lòn núi cao. Yes. Bây giờ tụi mình sẽ kết hợp lại. Hả? Bây giờ ba tụi mình đoàn kết nhau đi. Trời ơi, giọng động đất luôn. Bi là biết điểm yếu của hắn. Ơ, vậy hả? Ủa lại gì vậy? Ok. Nope. Ý là trong tất cả mọi việc là phải đoàn kết mới chiến thắng.